Pháp hành Trưởng lão Thích Thông Lạc, bài số 2. Các con biết, người ta đi học để cho người ta hiểu Phật Pháp, gọi là học tuệ trước, tu tuệ trước. Rồi cái đó người ta hiểu rồi, bắt đầu người ta tu thiền định. Khi người ta tu thiền định được rồi thì cái giới luật người ta mới nghiêm chỉnh. Còn bây giờ thì người ta đang học thì người ta chưa có nghiêm chỉnh giới luật. Rồi người ta đang tu thiền định thì người ta cũng chưa có nghiêm chỉnh được giới luật. Phải không? Cho nên cái này hầu như là cô đã tiếp duyên với khách, với mọi người. Cho nên gặp cái trường hợp người ta nói tôi phải học hành, tôi phải hiểu giáo lý của nhà Phật, thì đó là trí tuệ của chúng tôi. Do tôi hiểu biết tôi mới ngăn chặn được cái lòng tham sân si của chúng tôi. Còn cái này lấy giới luật thì bây giờ tôi ở giới luật như vậy, thì bắt đầu vô những giới luật khép chặt mình trong kỷ luật như vậy thì hóa ra là mình khổ hạnh, mình ép sát mình. Cho nên đó, mình tự mình làm khổ mình. Cho nên do cái chỗ mà người ta hỏi, người ta nói như vậy, vậy mà Quốc hỏi lại thầy, để thầy được giải thích cái chỗ này, cái sai cái đúng cái chỗ người tu tập này đúng sao? Câu hỏi, tại sao con từng đập phá tâm tham sân si của mọi người để cho họ được giải thoát, thế sao lại họ quán thù con? Đó là một cái câu hỏi, nghĩa là gặp chuyện gì là cô đập, cô làm cho người ta nổi sân lên, để rồi từng đó người ta thấy được tâm tham sân si của người ta, để người ta xả, người ta bỏ. Thế mà bây giờ người ta lại quán thù mình. Đó là những cái điều mà cô đã gặp phải. Cho nên cô hỏi thầy, câu 8, bạch thầy, con thường dạy mọi người xả tâm tham sân si, họ lại bảo con dạy sai, không đúng với thầy. Nghĩa là cô dạy bảo là phải xả tâm cho đừng có tham sân si, thì có người lại nói cô dạy nó sai, không đúng với thầy, thầy dạy khác. Thì đó là những cái lý để mà cô hỏi ra để cho biết, trong khi cô hướng dẫn cô bị người khác nói cô dạy sai, mà cô thì mục đích cô nhắm vào chỗ tham sân si để xả cái tâm đó ra. Hoặc là mọi sự kiện mà xảy ra làm cho cái tâm cái người người ta lo, người ta buồn, người ta khổ, thì lúc bây giờ đó tìm mọi cách để cho người ta xả cái đó ra, thì nó không có giống cái pháp hành của thầy dạy như thế nào đó. Thì người ta nói dạy như cô không có giống thầy. Con thường khuyên mọi người đừng có ngồi nhiều, vì ngồi nhiều giống như con cóc, chẳng có ích lợi gì cả. Vậy có đúng hay là sai? Nghĩa là cô thấy ai mà ngồi nhiều thì cô khuyên đừng có ngồi nhiều, mà lo xả cái tâm đi. Ngồi nhiều nó không có ích lợi. Do đó thì có nhiều người cho rằng ngồi nhiều nó mới đạt được thiền định, mà không có ngồi thì nó không có đạt được thiền định. Do vì vậy đó cổ mới đặt ra câu hỏi, cô hỏi thầy. Thầy sẽ lần lượt sẽ trả lời những cái câu hỏi này để cho các con, cũng như là trả lời cho các con hai cái câu hỏi của Quốc, mà trả lời cho các con toàn bộ để các con hiểu được cái câu hỏi đó nó có cái nghĩa lý gì, đúng hay sai trên con đường tu tập của mình. Đó, thì hôm nay thầy xin nhắc lại một lần nữa là dụng cụ, là cái phương pháp mà đầu tiên để cho chúng ta thực hiện thiền định, đó là tứ chánh cần. Thì tứ chánh cần thì chúng ta phải ở trên thân thọ tâm pháp, là bốn cái chỗ xứ, bốn cái nơi xứ sở của tứ niệm xứ, mà tu tập cái tứ niệm xứ này cho thanh tịnh. Vì vậy mà chúng ta lấy thập thiện và thập ác, chúng ta căn cứ ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta mà chúng ta thực hiện tứ chánh cần ở đó. Vì tứ chánh cần dạy chúng ta biết hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng cần mẫn ngăn chặn không cho các pháp ác và đoạn dứt các pháp ác, luôn luôn sanh khởi giữ gìn sanh khởi các pháp thiện và tăng trưởng các pháp thiện, không để các pháp ác xen vào. Đó là tứ chánh cần ngay trên tứ niệm xứ mà thực hiện. Và đồng thời thì chúng ta lại thực hiện chánh niệm tỉnh giác để trợ duyên cho tứ chánh cần thực hiện các pháp ác, các pháp thiện mà diệt trừ các pháp ác. Tu định niệm hơi thở cũng là trợ duyên cho tứ chánh cần. Tu định vô lậu cũng là trợ duyên cho tứ chánh cần để thực hiện đoạn dứt các pháp ác, diễn ly các pháp ác, xa lìa các pháp ác, tăng trưởng nuôi lớn các pháp thiện
sống mãi trong các pháp thiện. Đó là những cái pháp mà hiện giờ hầu như là các con cũng như quý thầy, người nào cũng đã thông hiểu và đã từng tu tập những cái pháp đó hết rồi, biết cách thức tu, biết cách pháp hướng rồi, người nào cũng thông suốt hết rồi. Chỉ cần siêng năng, nỗ lực tu tập tứ chánh cần, thì trong đó thực hiện định sáng suốt, định niệm hơi thở, định chính niệm tỉnh giác, thì chúng ta đã thực hiện trọn vẹn tứ chánh cần. Có như vậy thì các thầy sẽ sớm thành tựu được đạo giải thoát của đạo Phật. Kế tiếp thì bây giờ thầy sẽ trả lời cho cô Diệu Hảo. Trong những ngày gần đây thì con tu tập tốt là không có niệm vọng tưởng trong cái định niệm hơi thở. Kế tiếp để mà phá âm thanh thì như cô dạy rất đúng, là vì bám cho chặt tụ điểm, bám cho chặt hơi thở, tâm càng bám chặt thì âm thanh nó sẽ lần lượt nó sẽ mất. Và đồng thời á, mà nếu mà tu được cái tâm tham sân si, không còn phiền não, không còn lo lắng gì hết, ác pháp không còn có nữa, thì con chỉ cần bảo cái tai hay là cái nhĩ thức á, phải quy vô trong, không có nghe âm thanh hoài, tuyệt đối là không được nghe. Con chỉ ra lệnh như vậy là nó không cần nghe đâu. Thầy nói thật, khi mà cái tâm thanh tịnh rồi thì con không cần phải bám cho chặt chứ lắm gì đó, con chỉ ra lệnh bảo lỗ tai không có được nghe âm thanh, quy vô trong, nghe hơi thở ra vô thôi, con bảo sao thì nó làm vậy. Thì khi như vậy là con mới biết được cái đạo lực của con nó hiệu quả là do cái tâm thanh tịnh. Còn bây giờ bảo là phải bám cho chặt, ôm cho chặt cái tụ điểm, để cho cái tâm nó, cái lỗ tai, cái nhĩ thức đó, nó đừng có xuyên ra ngoài. Nó bám càng chặt thì nó không nghe, nhưng nó rất là mỏi mệt vì phải bám cho chặt, hơ hỏng là âm thanh tác động vào liền. Còn nếu mà nỗ lực thực hiện mà cứ chính cần á thì nó không cực đâu. Khi mà nó ác pháp nó không còn trong tâm con rồi, nó thanh tịnh rồi, con chỉ cần ra lệnh bảo nó không nghe là nó không nghe, bảo nó đừng có nghe âm thanh là nó không nghe, tự xét nó không nghe nữa, chứ đừng có nói chi mà cái ếch nhái ảnh ương kêu đâu. Nó trời mưa hồi nãy rầm rầm như vậy đó, mà ngồi thiền bảo cái lỗ tai đừng có nghe trời mưa, đừng có nghe tiếng mưa rơi, thì nó sẽ không nghe. Nó nghe, nó nghe trong một cái trạng thái vắng lặng. Đó là cái chỗ mà con nỗ lực hơn một chút nữa để cho cái đạo lực nó thực hiện ở trong cái thanh tịnh tâm. Còn bây giờ thì con khá là vì có phần xả tâm, cho nên con nhiếp tâm, ức chế trong cái niệm định niệm hơi thở, nó làm cho con thấy rằng nó không có cái vọng tưởng, tức là cái tạp niệm xen vào. Và ở đây con, ngay khi mà con vừa bám chặt vào cái tụ điểm để cái lỗ tai nó không nghe, mà hễ nó vừa muốn không nghe, nó vừa muốn hết nghe, thì con rơi vào cái trạng thái coi như là nó lặng quá, lặng, nó lặng quá cho nên nó hết nghe. Vì vậy mà cái tỉnh thức của con nó chưa đủ, nó chưa đủ cái tỉnh thức. Do như vậy thì con phải tập cái tỉnh thức nhiều hơn. Tỉnh thức nhiều hơn con phải tập như thế nào? Như ví dụ như mà Minh Tông đã nói, khi mình muốn ru cho 6 cái thức của mình mà nó ngủ á, thì như một người mẹ mà ru con nó ngủ không khéo rồi người mẹ cũng ngủ theo á. Mà đúng vậy, 6 cái thức của con sắp sửa ngủ á, thì cái tâm thức của con nó cũng lần nó lặn mất đi. Cho nên ở chỗ này á, con phải khéo mà hướng tâm tác ý ra thì nó mới không ngủ á, chứ còn không khéo thì nó sẽ mất. Cho nên ở đây con diễn tả những cái lần mà nó bị như vậy đó, thì con cứ nhớ rằng khi mà cái tâm nó bám chặt, âm thanh nó văng vẳng, nó gần như hết muốn nghe, thì thường xuyên mình nhắc, cho đến khi mình nhắc mà tai không còn nghe nữa. Mà tai không còn nghe tức là nó đã phá âm thanh. Nhưng cái mấu chốt, cái cốt lõi mà để cho thực hiện cái âm thanh không còn nghe nữa đó, thì cái tâm thanh tịnh của con phải thực hiện toàn bộ thiện pháp, không được ác pháp xen vô. Như hồi nãy thầy đã diễn tả về những cái ác pháp, nhưng mà từ những cái thiện pháp mà từ lâu người ta không có ngờ, người ta không có ngờ được, mà ta cứ nghĩ những cái điều kiện đó là nó thiện pháp chứ không phải ác pháp. Nhưng mà khi một cái tâm mà khởi nghĩ lo lắng một cái điều gì cho những người thân của mình thì đó là ác pháp chứ không phải là thiện pháp đâu. Sau này khi mà thầy viết ra thành cái giáo án á, thành cái pháp hành á,
thầy đem nhiều cái ví dụ này, ví dụ nhiều cái ác pháp này mà người làm người đời, cái người mà chưa tu á, người ta lầm tưởng đó là thiện pháp. Thầy sẽ đem nhiều, tức là thầy moi trong đầu thầy ra, thầy nghĩ tất cả những cái nào mà gọi là ác pháp mà thuộc về cái tâm tham ái của chúng ta, thầy moi ra, thầy nêu lên tất cả những cái pháp ác đó. Còn ở đây thầy chỉ nói một số ít như vậy thôi, rồi thầy sẽ viết ra, thầy sẽ nói cái này rất nhiều để chúng ta biết đó là ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Bởi vì cái này cái dễ lầm lẫn của chúng ta, lầm lẫn thiện và ác. Mà cái lầm lẫn này là tại vì cái vô minh cho nên chúng ta không hiểu nó được, tưởng nó là thiện nhưng mà không ngờ nó không phải thiện, nó là ác. Cho nên nó nuôi sống cái lậu hoặc, nó làm cho chúng ta lậu hoặc còn hoài mà không hết, nó không thể nào dứt được. Đó. Mà hễ không dứt được lậu hoặc thì làm sao tâm cho thánh tịnh. Các con nhớ nè, cái lậu hoặc cái gốc nó rất lớn, cái đuôi chuột nó rất sâu, cho đến tam minh chúng ta thực hiện lậu tận minh nó mới đoạn dứt được cái gốc chứ không phải thường. Còn nhánh lá của lậu hoặc nó rất nhiều, chúng ta đốn ở bên này rồi thì ở bên này nó mọc lên, bên này qua bên này chặt bên này thì bên này nó mọc lên, nó cứ như vậy, nó cứ lên hoài, nó không có chịu hết. Cho nên nếu mà không có tứ chánh cần siêng năng mà chặt hàng ngày, hàng giây, hàng phút á, thì bên này chúng ta vừa làm xong, bởi vì làm kiểu mà làm biến á, cho nên chặt bên này vừa xong thì bên này nó lên rồi. Còn làm mà làm xiên á, hàng bên này nó chưa lên, bên này người ta chặt xong rồi, thì bên này chúng ta qua chúng ta giặt thêm vỏ nó nữa thì nó còn đâu chỗ nào nó lên. Còn bên này mình chặt vừa xong nhánh thì bên này nó lên nhánh, lo tới lợi mà chặt nhánh bên này á, thì bên này cái da bên này nó lại lên nữa rồi. Đó là tu kiểu làm biến. Còn tu mà kiểu làm xiên á, kiểu là cần á, chánh cần á, chánh cần là siêng năng dữ lắm á, chặt bên này nó trụi xuống hết, mà bên này nó chưa có lên cái ló được cái nhánh nào hết, cho nên qua bên này còn cái nước là mình giạt vỏ nó, giạt cái vỏ xung quanh cái nhánh này đi, giạt riết cái vỏ nó tuột xuống hết, do đó nó không còn da nữa thì tức là nó phải hết lên. Còn đằng này á, mình chặt cái bên này rồi thì qua bên này chặt thì bên này cái da này nó bung cái nhánh nó lên, mà mình giặt theo kiểu là biến á, thì cái da này nó lên là nhánh là cao nữa, vì bên này chưa chặt xong thì làm sao mà chặt bên này được, cho nên chờ chặt bên này xong rồi qua bên này nó cao lên quá rồi, bây giờ mới chặt nữa thì bắt đầu bên này nó lại lên nữa. Cái kiểu mà chặt bên này được rồi thì bên này nó lại lên nữa rồi, cứ chặt hoài nó không hết. Kêu là tu làm biến, phải không? Chứ tu làm xiên á, nhưng mà hạnh mà làm xiên á, bây giờ nó chặt sạch rồi, nó bứng luôn cái gốc rồi, bây giờ nó thôi thật sự á, nếu mà nó đi chơi á, kể như nó không bay là nó bay trên mây xanh nó đi khắp cùng bốn biển chứ đâu phải mà còn mình cởi xe Honda mà chạy chở như thầy như sáng này đâu, phải không? Nếu mà siêng năng thì bây giờ nó xong mất rồi, không có còn vậy đâu. Mà bệnh nó bị hết bệnh thì khỏi cần mà phải uống thuốc gì hết, không có tốn tiền gì hết. Với cái truyền lệnh của nó mà, bởi vì mới làm chủ được sinh tử lão bệnh chứ. Còn nếu mà không có bảo hết bệnh mà nó không hết thì tu làm chi cho uổng. Thầy nói thật, bây giờ mình đau mà mình bảo nó không hết thì mình tu làm chi cho uổng. Mình bảo nó hết bệnh, nó phải nghe theo hết bệnh thì mình mới tu chứ. Cho nên mình mới làm chủ được bệnh chứ, mình làm chủ được sống chứ, mình làm chủ được lão chứ, mình làm chủ được chết chứ. Đó là những cái mục đích mà chúng ta nhắm đến chỗ tu tập. Cho nên ở đây thầy nhắc là Diệu Hảo đó, con tiếp tục nỗ lực xả tâm. Những cái duyên sự mà đến với con thầy thấy thiệt là ác pháp thiệt chứ không phải là thiện pháp. Nó réo rắc ở đây trốn của nó mà thầy cho ra cái thất ở ngoài kia xa đó, thế mà nó còn kéo vô, nó còn tới lui đủ thứ hết, đủ cách hết, nó không bao giờ nó yên được đó. Thì các con biết là cái ác pháp nó giữ nó chứ không phải. Cho nên ở trên cái tứ niệm xứ thì cái pháp chúng ta rất sợ. Thân chúng ta không sợ nè, thọ chúng ta không sợ nè, tâm chúng ta không sợ, mà pháp chúng ta rất sợ. Tại sao mà Phật không dạy pháp tu trước đâu? Nếu mà thân chưa xong mà tu pháp thì kể như là pháp dập chúng ta, nhào hết đâu có chịu nổi đâu. Pháp nó xâm chiếm, pháp ở trong thân nè, pháp ở ngoài nè, nó tác động. Cho nên chúng ta phải tu thân trước nè, rồi cái thọ là cái cảm giác chúng ta, tức là cái nơi mà chúng ta tu thứ hai á, cái nơi thứ ba là tâm, mà cái nơi thứ tư là cái nơi cuối cùng là các pháp. Bởi vì tứ niệm xứ các con thấy các pháp nó tu sau cùng. Bởi vì cho nên bây giờ đầu tiên chúng ta tu cái thân là chúng ta trốn ở trong hốc trong hang chứ không có dám ló cái đầu ra. Mà ló cái đầu ra thì các pháp nó dập chúng ta xuống, coi như là nó dập chúng ta tan nát hết. Làm gì chúng ta ngóc cái đầu nổi mà chúng ta giữ cái thân được. Rồi bắt đầu bây giờ cái thân mới có tu được yên chút á, thì cái thọ nó đánh, nó mặc hạnh nó bị cái thọ đánh, cái thân nó mới được yên quay vô chút,
bắt đầu cái thọ đập thôi tan nát rồi, chịu không nổi. Đó. Rồi bắt đầu cái thọ mà nó đập rồi thì biết cái tâm như sao, nó phóng nó chạy tùm lum, coi như nó chạy nó mừng, coi như là được giải phóng nó rồi, nó chạy nó phóng giật cùng, nó không có chỗ nào nó chưa, phải không các thầy đấy nghĩ, mình tu vậy chứ lơ mơ chứ, nếu mà cái thân mà nó chưa xong á, cái thọ nó đánh mình được rồi, bắt đầu cái tâm nó phóng ra nó chạy thôi, không có hương nào mà nó dừng hết, chỗ nào nó cũng chui vô nó phóng ra hết, thì nó phóng lên là gì các thầy biết không, nó phóng nó chạy theo các pháp, cho nên từng đó mình làm sao mà tu các pháp, phải không? Cái tâm mà bây giờ đó nó quay vô rồi thì chúng ta mới tu được các pháp, mới làm chủ được các pháp, cho nên nếu mà chúng ta không đầu cư thì các pháp nó sẽ đánh chúng ta được chịu sao nổi. Cho nên nó đừng có nói là tôi tu thì tôi giải thoát tự tại vô ngại, đói ăn khát uống đụng đâu cũng được hết, không có phòng hộ sáu căn, đi ngó qua ngó lại ngó lên ngó xuống, gặp phụ nữ liếc lịa thì tôi hỏi cái đó làm sao mà tu tập được gì, không phòng hộ sáu căn thì tức là bị xâm chiếm hết, đâu có tu tập được. Cho nên tu cuối cùng các thầy thấy cái sự tu tập rất khó chứ không phải dễ, cho nên chúng ta phải phòng hộ, hết sức phòng hộ, giữ gìn hết sức giữ gìn, mà muốn phòng hộ thiểu dục giữ gìn được như vậy thì phải sống ăn ngủ độc cư thì chúng ta mới làm chủ được chứ. Cho nên thầy nói khi mà thầy biết được như vậy thì các thầy nghĩ 10 năm ở trong thất mà thầy sống nghĩa là chui rút không có dám ló cái đầu ra, sợ đụng pháp tiếng gì, nghĩa là không dám nói lời nói, không dám thấy mặt ai hết, coi như là mặt trời cũng không dám thấy nữa, thấy mặt trời là cũng là cái tâm nó cũng phóng chạy theo mặt trời nữa, chứ đừng nói chi mà nó chạy theo người ta. Cho nên suốt ngày cứ ở trong cái nhà này nhốt mình cũng như là bị tù mà chung thân vậy, người ta nhốt mình ở trong hầm cột vậy, không có cho ra thấy mặt trời mặt trăng vậy đó. Thì như vậy là đủ biết rằng tu nó khó hết sức khó chứ không phải không, mà cái độc cư là nó phải giữ gìn như vậy, nó thực hiện được vậy. Mà đầu tiên thầy thực hiện cái pháp giới luật thì nghiêm chỉnh, cái pháp thì nó không đúng là vì nó không có cái pháp hành, nó không có cái chỗ mà tu đúng nó. Nhưng mà nhờ giữ gìn phòng hộ thiểu dục tri túc, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, cho nên nó tránh xa, nó tâm nó không phóng dật, chứ đâu có biết được cái pháp mà tứ chánh cần mà giữ gìn tu tập các pháp ác như thế nào, các pháp thiện tăng trưởng như thế nào, đâu có biết. Chứ cỡ biết như vậy thầy tu rất nhanh gì, nhưng mà sau đó thầy trở về định niệm hơi thở, thầy thực hiện nó trong vòng 6 tháng là thầy đã xong cái con đường tu của tập của thầy. Mà ở kia thầy phải tốn hết 9 năm trời, mà nó cứ trượt lên trượt xuống hoài, nó không vô thiền định được, thời gian quá dài, 9 năm trời. Còn bây giờ thầy dạy các con đúng pháp này, nếu mà các con nỗ lực trong từ trong 3 tháng đến 6 tháng các con xong rồi, thì các con xong rồi thì đi trợ giúp với thầy để độ người khác, bao nhiêu người người ta tu sai, người ta đang khổ sở, người ta không biết pháp tu, mà giờ cứ ngồi đây cứ tu hoài, ở ngoài kia người ta cũng chẳng biết gì nó tu, thì thầy đang mong cả các con thì ngồi đó mà chơi tu, kêu là tu lười biếng. Thì thầy nói thiệt ra tu kiểu mà không chuyên cần thì thầy nói quá uổng, còn tu mà siêng năng thì trong 6 tháng thầy trò trợ nhau độ người khác, biết bao nhiêu công việc chúng ta phải làm, đời xã hội biết bao nhiêu sự bất hạnh, rồi tu biết bao nhiêu sự tu sai, mà các con tu xong rồi bên nữ cũng như bên nam, thầy đang mong có chừng 6 tháng bây giờ tới Tết xong rồi thì điều khiển các con đi hướng dẫn mọi người tu hành, làm những công việc lợi ích cho xã hội, làm tất cả mọi công việc hết, chúng ta không phải là tu ích kỷ đâu, nỗ lực cho xong để mà chúng ta làm nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Thầy đang mong chờ tuổi thầy thì cứ mỗi năm qua thầy thấy thầy già xuống chút, mà ráng coi như là thầy ráng để mà thầy duy trì cái cơ thể thầy để cho nó khỏe, chứ không thầy cũng bãi bỏ cái thân này thì đi lâu rồi chứ không phải mới đây. Nhưng mà vì chưa nhìn trước nhìn sau, chưa có gì hết, mà cái trung tâm an dưỡng từ thiện của thầy nó ra đời để nó thực hiện cái chuyên tu và cái trợ giúp cho xã hội, mà nó chưa được thực hiện được, cho nên cứ ngồi đây mà sống chờ đợi đám đệ tử của mình để cho nó tu, thì thử hỏi nó không biết chờ chừng nào, mà cứ mong cho nó giữ cho đúng cái lời dạy mình. Cho nên có lần các con có hỏi thầy tại sao mà mười mấy năm trời nay tại sao cái pháp của thầy dạy mà không có người tu chứng đó, tại vì các con không có nghe lời dạy của thầy, cứ cái lời dạy của thầy mà không giữ đúng, thầy thì mong cho các con giữ cho đúng thì các con thực hiện nhanh để mà thầy không còn chờ đợi, còn các con mà thực hiện sai thì cái thời gian nó cứ dài hoài vậy hoài. Bên nữ thì thiệt ra thầy nói thật sự ra thầy thấy cuốn thì quá khổ,
Mà nếu mà các con mà khép hết vào trong thất thì mình cũng mà đương đầu với một cái số người mà họ phá cái tu viện này thì chắc chắn bên Nam các con không có yên đâu. Nó say rượu rồi mà cuốn mà cản trở mình, cuốn cản trở không nổi. Nó đi tới đằng sau nó quậy các con cũng tùm lum nữa. Có một đêm chừng khoảng độ 12 giờ rưỡi 10, không biết ông có hay không, có một chú say rượu vô nằm ở ngoài đường, cái đường đi vô thất ông Út nằm ngủ dài ở đó đó. Say rượu ấy, đêm trước thì ông ta ngủ ở trước này, rồi chó làm dữ quá ông không dám ngủ đây nữa, ông mới đi ra ở sau đó đó, ông mới nằm dài ở trên cái đường chỗ nhà vô chỗ nhà chỗ thất ngủ đó, nằm dài ngủ đó. Thầy đi ra thì nó ủa con rắn con gì mà lớn quá mà nó nằm đây. Thầy mới đi từ từ thầy lợi, thầy mới rọi cái đèn, mới đầu á thì thầy rọi thầy nói con rắn, mà con rắn hai đầu, sao lại hai cái đầu đen thui rồi cái mình trắng xác. Nhưng mà đi gần tới thì thầy rọi đèn, thầy thấy là cái ông sẽ rượu với hổm, ông nằm đây ông ngủ. Trời ơi, ông nằm ngủ mà rủi ra ông chết rồi mình sao đây. Thôi thầy con không động ông kệ. Mà thầy nghĩ là ông Út chắc ông thích chắc không hay, chứ phải hay ông Út cũng quản hồn với nó. Đó, đó là những cái mà nếu mà người, nếu mà người khác mà người ta cứ mà vô đây phá như vậy hoài thì mình không yên tu đâu. Rất là khó. Vừa rồi thì ở bên ở trước này có một cô ni nào đó đến đây cũng vậy mà dữ tợn lắm, mà cả ba bốn đứa tụi nó trợ giúp cô mới đẩy cô đó đi ra khỏi tu viện, chứ không cô nó nằm dạ đây nữa thì cũng mấy cũng mệt. Các con thấy trong cuộc đời muốn tạo cho cảnh yên tu nó khó lắm, mà một phút yên á thì nó không phải dễ tìm. Thử các con đi về gia đình rồi các con tu tập tìm cái phút yên khó, cứ được một hai ngày yên á thì vài ba ngày sau thì nó là có người đến động mình rồi. Cho nên sống độc cư nó không đơn giản đâu, nó khó, rất khó. Vậy vì vậy mà trên cái bước đường mà tu tập một tháng mà các con ở đây hoặc là một năm ở đây mà tu tập, các con ráng cố gắng nó thực hiện cho đúng những cái lời mà Phật dạy từ ngàn xưa, mà thầy bây giờ nói rõ được cái ý nghĩ của cái pháp tu. Còn những cái người mà không có thực hiện á, không có kinh nghiệm á, thì không có nói được cái pháp này đâu. Như về cái thiện như vậy họ không nói ra được đâu. Mà họ không nói ra được thì các con biết làm sao mà mình tăng trưởng thiện. Cho nên hồi mà thầy còn đi học á, học tới tứ chính cần á, thì người ta giảng cho thầy biết á, là tăng trưởng các pháp thiện là mình phải đi bố thí, mình phải làm cái việc thiện xã hội nhiều thì gọi là tăng trưởng. Người ta dạy mình như vậy, quý thầy dạy vậy đó. Nghĩa là mình phải đi tụng niệm cúng bái được cho nhiều. Đó là mình phải làm hết những cái nhiệm vụ của một ông thầy thì đó gọi là thiện. Đó, hoặc là mình đi thuyết pháp cho nhiều, đó là thiện. Chứ là bố thí pháp mà. Nhưng mà mình bố thí pháp như vậy cái tâm mình có động không quý thầy? Có thiện không? Đâu có thiện chút nào đâu. Hãy bố thí pháp hay á, thì người ta cúng dường tiền nhiều rồi, quần áo rồi y áo đẹp rồi, đồ đạc rồi, tiền bạc nhiều, thì lúc bây giờ chúng ta lại thành ác pháp mất hết rồi. Nó khổ lắm, cho nên nó đâu phải dễ đâu. Cho nên nó không phải là tứ chính cần, không phải bảo chúng ta làm cái gì đó. Nếu mà không có kinh nghiệm tu thì chúng ta không thấy được cái pháp này tuyệt diệu. Nó làm cho chúng ta từng phút từng giây có sự giải thoát trong tâm hồn của mình, vì chúng ta không hiểu nó là thiện ở đâu và cái mức thiện nó như thế nào. Cho nên chúng ta không biết cách thực hiện được cái tâm của mình ở mức thiện đó. Chứ còn nếu mà nói là bây giờ làm thiện mà được giải thoát thì bây giờ kêu Phật tử đóng góp rồi đi cứu trợ đầu này cứu trợ đầu kia thì tâm mình được giải thoát. Nếu mà làm như vậy là quý thầy mà đi cứu trợ nhiều á, chắc bây giờ mấy ông thành Phật hết rồi. Nhưng mà xét lại mấy ông có thành Phật không các con? Đâu có thành Phật. Mà dường như là mấy ông kêu gọi như vậy, như bây giờ chúng ta đã thấy, như thầy Minh Phát, thầy đã chết rồi đó. Thầy đó kêu gọi Phật tử là đóng góp làm từ thiện dữ lắm đó. Nhưng mà thầy có thành Phật được đâu? Thầy có làm chủ được sinh tử chỗ nào đâu? Thầy thấy thầy chết rất khổ, thầy bị ung thư, thầy chết rất khổ. Nghĩa là cái thầy bị rầy da một chút xíu thôi, không bao giờ lành. Nó cứ làm con ghẻ hoài, nó không lành. Thầy bị đái đường. Cho nên tất cả những cái bệnh khổ ở trên thế gian này, thầy làm việc từ thiện mà nó đổ dồn cho thầy, nó lãnh hết những cái khổ đó. Thầy bị ung thư rồi đái đường rồi tất cả những cái bệnh gì mà người ta khổ nhất ở trên cái thế gian này gọi là cái bệnh khổ là thầy lãnh hết. Coi như thọ lãnh hết, bởi vì thầy làm thiện. Cho nên thầy
phát nguyện lớn là thầy bao nhiêu sự khổ của thế gian đổ trên thân của thầy, đổ trên người thầy. Cho nên tuổi của thầy còn trẻ mà thầy đã tịch xuất số. Ở đây hôm nay thì thầy nói như vậy thì các thầy biết rằng cái hiểu đúng Phật pháp nó mới đúng, mà hiểu đúng nó mới có pháp hành đúng, mà hiểu sai thì cái pháp hành sai, sai mất và chúng ta cũng không thực hiện được. À, đến đây thầy cũng xin chấm dứt cái buổi hôm nay. Ngày mai hay ngày mốt, bữa nào mà thầy giảng thầy báo cho các con tập trung. Bởi vì từ đây về sau thầy sẽ giảng tứ niệm xứ, tứ chánh cần rồi. Mấy bữa rồi thì thầy đã giảng tứ chánh cần rồi chứ không phải không. Nhưng hôm nay tập trung lại đây, thầy giảng cho nó rõ ràng và cụ thể. Rồi bắt đầu từ đây thầy sẽ giảng tứ niệm xứ, tứ thánh định, tứ như ý túc, tam minh, tất cả những cái pháp hành mà gọi là giới hành á, thầy sẽ giảng hết. Giảng xong coi như là trách nhiệm của thầy xong. Và đồng thời thầy viết soạn lại một vài cái bài pháp nó cụ thể nhất cho cái sự tu tập, và để cho các con để mà in ra thành sách để giữ lại cái tài liệu. Chứ còn mà viết hết những cái giáo án mà Phật đã dạy thì cái việc làm đó thì thầy thấy rằng cái sức của thầy không có làm hết được. Nghĩa là cái thời gian thầy làm chừng 5-3 tháng cho nó xong những cái tập cơ bản thôi, căn bản của cái đường tu tập thôi. Ví dụ như tứ niệm xứ, tứ thánh định, tứ như ý túc, tam minh, những cái pháp đó mình phải thực hiện cách nào, làm sao thôi. Rồi thầy viết ra thành sách. Còn những cái như cái bộ giới luật thì thầy gần xong. Kế đó thì thầy tiếp tục thầy giảng cái đạo đức nhân quả. Sau này các con sẽ dựa vào những cái bộ sách này thì nó là đại cương mà thôi. Coi như là thầy viết ra đây là đại cương á. Sau này các con tu xong rồi các con mới dựa vào đây thì các con sẽ viết ra những thành cái bộ sách lớn. Nó đi vào những cái chi tiết sâu sắc hơn, nó cụ thể hơn. Chứ còn thầy bây giờ ngồi lại mà thầy viết đi ra từng chi tiết như vậy thì cái thời giờ thầy không còn có nữa. Tuổi thì già, sức thì yếu rồi. Cho nên thầy cũng nghĩ rằng làm được những cái cơ bản chắc nhất, để lại chắc nhất thôi. Chứ còn cái mà làm mà để mà cả 60-70 tập hay cả 100 cái cuốn sách như vậy thì thầy không còn đủ sức mà có thể làm. Nếu thời gian không còn nữa, coi như là cái thời gian của thầy nó không có còn. Nó chỉ còn cái thời gian mà viết những cái đại cương. Như cái cuốn vừa rồi, cuốn 1 Đường về xứ Phật, nó là chỉ đại cương thôi chứ chưa có phải là đi những cái chi tiết sâu đâu. Đọc vào đó thì các con thấy cái đại cương hiểu biết để mà tu thôi chứ chưa phải là đi sâu xa đó. Thì vậy cho nên ở đây về cái phần mà những cái gì mà đặc biệt của tứ niệm xứ thì thầy viết ra, những cái gì mà đặc biệt của tứ thánh định thì thầy viết ra, những cái đó nó thuộc về đại cương hết thì ghi ra hết. Sau đó thì nó được in thành sách để lại cho mấy con. Sau này từ đó thì các con sẽ kế tiếp con đường đó, bên nam cũng như bên nữ. Các con hãy lấy cái đó mà các con khai triển ra để giúp cho đời người ta tu hành, để triển khai, để chứng hưng Phật pháp lại. Đừng có để người ta mê tín, người ta cúng bái nhiều, người ta tụng niệm nhiều, người ta làm những điều sai. Các con thấy như ở đây hầu hết như là nhang đèn rồi thầy ít có thấp lắm. Bởi vì đó là cũng là hình thức mê tín đó các con, làm hao tốn tiền của lắm. Nhưng mà chùa nào bây giờ người ta cũng thắp hương hết. Nhưng mà ở đây đặc biệt là thầy mỗi lần thầy còn thắp hương. Nhưng mà từng đó trở về sau này thầy có thắp hương. Tượng trưng như vậy thôi chứ còn không có thắp. Có lư hương thật sự chứ nhưng không thắp hương. Lư hương để tượng trưng cho chúng ta thắp 5 cây hương: giới hương, giữ hương, huệ hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Những 5 cây hương đó chúng ta thắp. Cái hương giải thoát ở trong tâm hồn của chúng ta thắp lên chứ không phải là cái hương bằng một cây mà thắp lên. Bởi vì cái lời mà thầy đã giải thích, thầy đã trả lời cho các con hỏi thì nếu mà trước khi mà chưa trả lời thì còn thắp hương được. Nhưng mà đã trả lời rồi thì chúng ta phải tri hành. Cái lời nói của chúng ta với cái hành động chúng ta phải đi đâu, không thể nào là khác được. Bây giờ thí dụ như các con trưng một cái bình hoa làm đẹp cho cái nơi thờ Phật thì tốt hơn là chúng ta làm. Nhưng mà khi nào mà dạy về trưng cái bình hoa mà ý nghĩa của nó như thế nào, đúng hay sai, mà khi mà dạy rồi thì chúng ta cũng không còn chưng cái bình hoa nữa.
Nếu như vậy, nếu mà đúng chánh pháp mà lấy cái hoa nào mà để mà chưng cúng Phật, mà cái hoa nào mà không đúng tính cách chưng cúng Phật. Bởi vì chánh pháp chứ, mình nói đây chánh pháp chứ không phải là nói tà pháp. Nhiều khi tà pháp thì nó đem lại những sự mê tín, đem lại cái sự hao tốn tiền của. Mà người tu sĩ đạo Phật thì các con biết là khi bước vào tu theo đạo Phật thì giới luật thì thiểu dục tri túc, làm cho ít tốn hao mà. Mà bây giờ mà thiểu dục tri túc mà làm tốn hao thì làm sao đúng ý nghĩa của đạo Phật đó. Cho nên các con phải hiểu biết được những gì mà thầy nói ra, thì tức là cái đời sống chúng ta, khi lời nói chúng ta phải hợp với cái hành động sống của chúng ta. Chứ không thể nào chúng ta nói rồi chúng ta cũng làm thì cái đó đều sai. Cho nên từ cái ngày mà cái thiền đường này, mà cái tổ đường này mà cất lên xong rồi, thì được cái dịp mà câu hỏi của các thầy hỏi mà thầy trả lời, các con hỏi thầy trả lời, thì do đó nó có hỏi nhầm ở trên những cái cây hương. Cho nên từ đó mà về sau thì tại nơi đây á, thì coi như là chúng ta không có thắp hương nữa. À, các con thấy thầy không có thắp hương nữa. À, hương người ta cúng cắm như vậy chứ còn không có đốt nữa. À, bây giờ thì kế tới tuần tới thì thầy tiếp tục, thầy sẽ dạy về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ dạy về bốn cái chỗ để mà chúng ta thực hiện các pháp. Rồi bắt đầu thực hiện các pháp như thế nào, pháp gì thực hiện ở trên đó. Rồi từ trên đó, cho nên thầy xin giới thiệu để các thầy và các con hiểu biết. Tứ niệm xứ ở trên thân mà quán thân tu về nhân tướng. Vậy thì như tu về nhân tướng không phải là chúng ta ở trên cái thân này mà lấy cái tứ niệm xứ này mà tu cái thân, mà lấy cái pháp khác tu ở trên cái thân này. Cho nên khi mà trên thân mà quán thân, quán cái thân này để làm cho cái thân này thanh tịnh á, thì cái tu tập nhân tướng này á, quán nó như thế nào để suy nghĩ nó thế nào để cho phá cái lậu hoặc của nó, gọi là định vô lậu. Lấy cái định vô lậu mà tu làm cho cái thân này nó thanh tịnh, nó không còn bị làm chấp, nó hiểu rất rõ cái thân này. Nó không bị chấp cái thân này là cái ngã, nó không bị chấp cái thân này là thơm tho, là sạch sẽ. Nó thấy rõ cái thân này là bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu như thế nào. Cho nên nó là cái định vô lậu, nó làm cho chúng ta không còn chấp cái thân chặt. Đó là thầy sẽ giảng. Rồi trên thân quán thân tu về nội, hành tướng ngoại. Thì mỗi một cái thân như vậy chúng ta sẽ tu, và đồng thời vừa nội và vừa ngoại. Hành tướng nội mà hành tướng ngoại. Cũng như nhiều khi mà chúng ta vừa đi kinh hành nè, mà vừa nương vào cái định niệm hơi thở chúng ta tu nữa. Gọi là nội và ngoại. Rồi bây giờ trên thân quán thân mà tu về cái nội thân tướng mà ngoại thân tướng nữa. Chứ đâu phải là tu có cái trên thân không đâu. Và tu như vậy để xác định chúng ta lấy cái định gì mà tu cái thân này. Rồi do đó tu cái thân được rồi, rồi các pháp tu cái thân rồi, thì bắt đầu lấy các pháp đó để tu cái thọ. Cái thọ là cái làm chúng ta đau khổ và làm cho chúng ta ưa thích. Rồi lấy khi mà tu được cái thọ rồi, thì bắt đầu bây giờ chúng ta trên thân mà quán thân tu về tâm, tu về cái tâm của chúng ta. Cái nhân tướng của tâm, rồi cái hành tướng của tâm, rồi hành tướng nội của tâm, hành tướng ngoại của tâm. Rồi vừa hành tướng nội mà vừa hành tướng ngoại của nó. Nó sẽ là những cái định gì mà trong khi chúng ta phải thực hiện ở trên cái này để mà thực hiện cái tâm thanh tịnh. Rồi các pháp cũng vậy. Cho nên nói thì chúng ta nói như vậy chứ giảng ra thì nó rất nhiều. Viết ra thành sách thì nó rất nhiều điều mà chúng ta biết. Rồi những cái lời của Phật dạy chúng ta đều được xác định rất rõ ràng. Ông Phật đã dạy như vậy. Và đồng thời chỉ những rút tỉa qua những kinh nghiệm của thầy dạy trên tứ niệm xứ. Do đó những cái bài pháp mà tứ niệm xứ nó sẽ không giống các pháp tứ niệm xứ của các vị mà đã từng triển khai tu tập từ lâu tới giờ. Nó sai khác, nó không giống nha. Bởi vì người ta tưởng rằng ở trên thân này, quán cái thân này, tu cái thân này là cái pháp đó gọi là tứ niệm xứ. Không phải. Cái pháp đó là định vô lậu, hay hoặc định chánh niệm tỉnh giác, hay hoặc định niệm hơi thở. Cái pháp đó nó có cái tên riêng của nó. Và cái tên riêng của nó sẽ nằm ở trong cái pháp nào? Bát chánh đạo, nó nằm trong chánh chánh mạng. Thì nói về thân mình thì phải chánh mạng rồi. Phải không? Mà nói về cái các hành thì nó là chánh nghiệp. Phải rõ ràng nó phải nằm ở đâu để nó chỉ định được cái chỗ đó là mình phải tu
cái chân chánh nào. Mà nếu nằm ở trong cái tâm của mình thì chánh tư duy, chánh kiến. Các con thấy chưa? Chứ nếu mà không giải thích nổi bát chánh đạo nằm ở trong cái tứ niệm xứ này thì hoàn toàn là chúng ta không biết, không biết cái thức tu. Mà coi như là bát chánh đạo nó rời rạc, nó không có ăn nhập vào ở chỗ này, thì cái đó là cái sai. Cho nên khi mà giảng rồi, nó từ ở bên các pháp này, 33 pháp trợ đạo, nó đưa vào đây, nó hết nằm ở trên tứ niệm xứ này để chúng ta thấy nó thực hiện. Nó thực hiện ở trên bốn cái chỗ này. Cho nên thầy nói rằng thầy không muốn giảng là vì giảng sẽ làm động thiên hạ, vì không có ai mà từ lâu tới giờ người ta giảng cái này. Mà mình giảng khác thì làm cho người ta thấy người ta nói bậy, rồi người ta đâm ra phiền não mình. Cho nên thầy không muốn giảng. Còn tứ thánh định thì hầu hết là không có ai giảng rồi. Người ta không có dám giảng bởi vì người ta không biết. Cho nên tứ thánh định mà thầy nêu ra tóm lược, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mỗi một cái thiền mình phải tu cái gì, thì họ chưa có nêu được cái này đâu. Còn thầy nêu ra được cái này, và đồng thời thầy giảng ra thì các thầy sẽ biết rằng nó từ ở trên cái chỗ mà tứ niệm xứ này, bốn cái chỗ này mà tu tập những tứ thiền định đó, chứ không phải hoài nữa đâu. Đó, thì nó cũng nằm ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện tứ thánh định. Rồi tam minh thì nó cũng ở trên tứ niệm xứ này mà nó thực hiện tam minh. À, bây giờ thân muốn bay thì không phải là ở trên cái tứ niệm xứ sao? À, tâm muốn biến ra con chim không phải là ở trên tâm mà tu tứ như ý tốt sao? Các con hiểu điều đó, cho nên nó đâu có đơn giản đâu. Cho nên nó cũng nằm ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện. À, bây giờ nó muốn thầy muốn mà cái tâm thầy biến ra cái bàn này, nó là pháp đó. Cho nên từ cái tứ niệm xứ nó phải thực hiện ra các pháp. Nó, bởi vì cái này nó phải dạy hết, dạy tất cả, lột hết tất cả những cái, lột xác hết tất cả những các pháp của Phật dạy. Để rồi các con không có còn mò được. Dạy rồi, thí dụ như từ lâu tới giờ mình chưa biết tứ như ý túc như thế nào. Thì bắt đầu bây giờ dạy rồi, các con thấy giờ muốn cho cái tâm này nó thành cái bàn nè, thì chỉ ra lệnh nó, bảo cái tâm phải biến ra cái bàn. Cái bàn này bằng mây như vậy, vậy vậy, cách thức như vậy, nó làm ra y như cái bàn. Còn bảo cái tâm này phải biến cái thân này làm ra cái bàn, thì cái thân nó sẽ mất đi, nó còn có cái bàn không à. Cái thân nó không còn ngồi đây, mà cái tâm mà nó biến ra cái bàn thì cái thân nó ngồi đây, thì nó có cái bàn khác bên. Nó cái lực của đạo là nó như vậy, cho nên gọi là tứ như ý túc. Mình muốn như thế nào thì nó sẽ đủ như thế nấy. Túc là đủ mà, muốn sao nó làm đủ hết. Tu như vậy mà các con không ham, mà đi ham từng cái chuyện mà nhỏ nhặt ở ngoài đời, thì thầy thấy nó xa xôi quá. Tu như vậy chỉ cần ngồi đây, muốn cái gì cũng có. Bây giờ thầy nói bây giờ muốn cái chiếc máy bay, bảo nó hạ xuống đây, nó cũng hạ xuống cho mình ngồi chơi nữa. Phải không? Các con muốn gì? Muốn phi thiền à, phải không? Nó cũng có biến ra phi thiền cho các con đi chơi nữa, đi không gian nữa. Chứ làm gì mà đi qua bên Mỹ mới có, cần gì mà phải qua bên đó. Thầy nói thật sự, cái tâm của mình nó sẽ làm được, nó làm đủ tất cả. Như vậy là chúng ta tu, vậy mà chúng ta không tu. Thật sự ra thầy mà nếu mà ở ngoài đời đó, thầy mà có vợ con, thầy bỏ quách hết, thì chả cần cái thứ đó đi. Nó làm sao mà vợ con sắm cho mình được cái phi thiền mà không gian được, phải không? Nó làm suốt cái đời nó chưa có đâu. Nó phải đi qua bên Mỹ rồi nó học, mà nó đi lái nhờ của Mỹ chứ làm gì nó có được. Còn mình ở đây bây giờ mình tu cái này là mình muốn có cái gì có, không có khỏe sao? Mà trong khi thầy đã nói hết mình để cho các con thấy cái quyền lực của con người tạo các pháp ở trong vũ trụ. Người ta nói đấng vạn năng, chứ mình biến mình thành đấng vạn năng nè. Cái lực đạo của mình như vậy, mà cái tâm của mình hết tham sân si là nó làm được cái chuyện đó, đó. Mà các con cứ đụng tới cái sân, đụng tới cái si, đụng tới cái giận hờn, trời đất ơi, đã bỏ hết cái này thì nó có cái kia, mà cái kia là vĩ đại mà không ham. Đi ham chỉ cái sân si vậy mà cứ ai đụng tới cứ giận hờn hoài, thiệt là ngu si sao đâu, thiệt tức quá. Thầy nói thầy mà hiểu biết được thầy bỏ cái đẹp, ai chửi thầy như cục đất. Còn các con bỏ gì, nói gì cũng không chịu nghe hết. Trời ơi, thầy chỉ cái hay ho để mà mình ham cái hay ho đó, mình nỗ lực cái này. Nhưng nói tận cùng cho quý thầy nghe, khi mà nghe thầy nói vậy mà cứ ham mình có thần thông đó, thì cái ham của quý thầy là còn cái dục, thì quý thầy còn không có cái gì hết. Quý thầy phải xả luôn cái dục đó, thì chừng đó quý thầy mới điều khiển nổi. Chứ quý thầy nói tôi quyết tâm tôi xả tham sân si để mà quý thầy ước cái điều đó, hoặc là tôi xả cái tâm tham sân si tôi để tôi bảo cái thân này bay đi hư không, nó ngồi xếp bằng nó bay cho thiên hạ coi chơi, thì ngàn đời quý thầy cũng bảo nó không bay đâu. Quý thầy xả luôn cái đó thì nó bay á. Khi nào mà quý thầy không còn ham gì hết á, thì quý thầy ra lĩnh nó làm được, nó làm được.
mà còn chút mình đó, mình nỗ lực mình xả cho hết cái tham tham sân si để cho mình có cái này thì chẳng có thứ gì hết. Đó là xả cho toàn triệt thì nó có. Cho nên thầy nói thiệt là nó có một chút xíu thôi à, hết tham sân si thì nó có, cái gì nó cũng có. Nhưng mà thầy nói như vậy, nói những cái mà nó siêu việt như vậy để nó gợi cho cái ý chúng ta quyết định chúng ta phải làm cho được. Không phải làm được để mà ham thích cái này, mà làm được để giải thoát được cái tâm của mình làm chủ sinh tử này. Đó là kính chính của mình. Rồi tới chừng đó quý thầy được cái này, quý thầy coi như là vỏ trấu, nó không nhầm nhò gì đâu. Cho nên nó đâu có biểu diễn mà đi khoe khoang cỡ sức mà thầy nó thật sự. Thầy bây giờ thầy xin giấy mà xuất cảnh nhập cảnh thì đi qua bên Mỹ thì làm một trò biểu diễn cho thiên hạ một cái là rần rần thầy thu bạc biết bao nhiêu tiền. Thì về đây thì làm từ thiện, người ta nổi tiếng, người ta như dễ lắm chứ gì phải không? Mà người ta nói thầy đủ thứ. Nhưng mà thầy làm như vậy á, trong vòng chừng thầy về đây á thì thầy đi xe hơi chứ còn thầy bay không nổi. Bây giờ cái dục của thầy nó, cái danh của thầy nó lớn quá rồi, cái tâm dục của thầy nó nhiều quá, nó thầy bây giờ mất hết phép thần tâm. Bị nó sống đời đời cái người thế gian thường tình rồi thì nó làm sao nó còn có những thanh tịnh được nữa mà nó thần thông. Con hiểu được cái điều đó. Thầy rõ lắm. Cho nên cùng cực những cái gì mà thực hiện để mà trợ duyên thì thực hiện, mà không đúng thì không thực hiện. Cái đó, chuyện đó bằng trí tuệ, bằng sức lực của mình làm được, giải quyết được thì không có, không hề động móng tay nữa tới nó đâu. Mà cái đó nó ngoài cái sức, không thể giải quyết được nữa. Để cho nó được giảng hòa, để cho nó được giải quyết cho nó ổn thỏa thì mới sử dụng một tí xíu mà thôi. Mà sử dụng rất khéo nữa chứ còn không để ai lộ biết nữa. Chứ không phải là đơn giản, không phải là đụng đâu. Mỗi chút mà mình làm mà sai một chút ý, nó đều nổi cái bản ngã của mình lên, nó đều sinh ra cái tâm dục. Cho nên làm những cái điều này rất là cẩn thận kỹ lưỡng, chứ không phải là muốn bay để mà bay chơi rồi mấy con ngước mỏi cổ mà nhìn nữa. Chuyện đó cái chuyện đó không phải là cái chuyện của một người tu mà làm cái chuyện đó. Nếu mà thầy làm con diều gió mà thầy bay lên trên trời, các con ở đây cứ dòm ngó ngó riết bay lúc mất ngó mỏi cổ thôi, thì cái chuyện đó là cái chuyện đùa chơi giỡn. Rồi sau đó thì các con chỉ còn cái ham thích cái đó thì sai, không đúng. Cái chính đau khổ của chúng ta phải rứt ra này, cái đó là cái chính. Nó đang khắc khoải trong lòng của mình, có thân là khổ này. Ở như bây giờ các con biết cái khổ của cô Quỳ Ân chứ. Khổ 80, 8 mấy tuổi rồi, cái già nó khổ lắm. Bây giờ cổ biết khổ lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà nhờ cái pháp, nó làm cho cái tâm nó an ổn. Chứ cái người già như vậy rất là khổ. Cái thân nó đi đứng hay làm cái gì, nó mệt nhọc, nó tức, nó lói bên đây lắm. Không, thầy nói các con cũng tin hỏi cô Quỳ Ân thì các con biết liền. Các con bây giờ còn thấy khỏe đó, chưa đâu. Lớn lớn một chút xíu rồi cái nghiệp các con nó kéo cái dài tuổi thọ các con biết. Chừng đó các con đừng có rên. Chứ cô Quỳ Ân thì bây giờ nó biết, nhưng mà điều kiện nó nhờ được cái pháp cho nên nó an ủi được tinh thần, nó sống thấy thoải mái. Chứ còn đối với người đời cỡ cái tầm dốc của nó là kể như là khổ rất khổ. Cô đơn con cái mắc lo đi làm hết, sống mình ở trong nhà. Khổ lắm. Nó nói già khổ mà. Ai mà già rồi mới biết khổ. Quét quét vậy là nó tức bên đây rồi. Nó cái thân nó suy yếu, nó đến cái độ là nó thể không thể tường. Vậy nó mới chết được. Cho nên vì vậy mà người ta hiểu biết được còn một chút sức khỏe, đừng có nghĩ là nó sẽ khỏe đâu. Nó sợ lắm các bạn. Đừng có nghĩ là ngày hôm nay chúng ta khỏe này, rồi ngày mai nó khỏe được vậy đâu. Nó chưa đâu. Cho nên khoác khoải. Thầy nói làm sao 3 tháng 6 tháng xong là chúng ta khỏe. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn chết hay nào chết, muốn sống hay nào sống là chúng ta khỏe. Còn bây giờ mà chúng ta bảo nó chết nó không chịu chết, mà bảo nó nín thở nó không chịu nín thì kiểu đó là chắc chắn là tới chừng nó nín thở là mình phải chết khổ à. Nó mình không làm gì được. Cho nên bây giờ làm sao mà chúng ta bảo nó nín thở là nó nín thở được, thì chúng ta biết rằng mình làm chủ được nó. Mà bảo nó nín thở mà nó cứ thở hoài thì không được rồi. Còn chỗ nào đau nhất mà bảo đừng đau mà nó cứ đau hoài thì cái chuyện này mình chưa có làm chủ được rồi. Mình hãy lo, hãy lo lấy cái số phận của mình đang ở trong bốn cái khổ đó. Cho nên lo thì phải sống độc cư cho hẳn hoi, chứ nếu mà không sống độc cư thì quý thầy bị chết với nó đó. Chứ nó không có dễ đâu. Đây là một cái sự chân thật, thầy nói thật. Khổ lắm các con. Đi tu phải thực hiện cho được để mà thoát ra bốn cái khổ này đó. Thì như vậy thì các con bây giờ đã hiểu hết rồi. Thầy đã hiểu biết, các con đã thâm nhập, từng sống ở đây 3-4 năm rồi, đã thâm nhập được những cái lời dạy của thầy nhiều rồi. Và hiện bây giờ thầy dạy về cái pháp hành, cái giới hành, thì các con biết hành cái gì cụ thể rõ ràng từng chút. Và những cái pháp mà các con đang tu, các con biết hàng ngày hàng giờ các con tu để mà giữ gìn cái tâm mình như thế nào, các con đã biết rồi.
Thì như vậy là qua cái bài pháp này các con đã nắm rất vững cái đường lối tu tập rồi. Bây giờ các con còn nghi ngờ một cái gì nữa thì các con sẽ hỏi, và đồng thời cô Út đã thay các con để hỏi, và sau này thầy sẽ trả lời hết những cái lời cô Út, và đồng thời thầy sẽ hỏi cô Út bây giờ trong cái cuộc mà hướng dẫn mà bên nữ con có gặp những cái gì khó khăn cứ hỏi thầy đi. Hỏi hết, nghĩa là coi như là thầy ghi lại hết, thầy trả lời hết để làm gì? Để cho các con sau này có những cái tài liệu và biết được những cái sai cái đúng trên con đường tu tập của mình. Thầy ghi lại hết, rồi sau này thầy sẽ nghĩ, thầy không ghi nữa. Vì thầy làm việc có một cái thời gian thôi, chứ không lẽ làm việc hoài. Thầy đâu phải là người cầu danh mà cứ ngồi viết sách để mà cho người ta biết tên tuổi mình đâu. Thầy đâu có nghĩa lý đó. Cho nên thầy chẳng muốn ai biết tên tuổi thầy, nhưng mà vì cái mục đích Phật pháp mà thầy làm người đã hiểu được đường lối tu tập của Phật pháp như vậy. Cho nên không viết cái đại cương này ra thì sau này ai biết đâu mà viết. Các con hiểu điều đó. Cho nên thầy cố gắng thầy viết những cái đại cương, những cái giới luật, những cái điều mà thầy đã qua kinh nghiệm tu tập của mình thầy đã viết lại. Rồi những cái gì mà khó khăn trên bước đường mà qua những kinh nghiệm như cô Út gặp phải, hướng dẫn gặp phải, các con thì chưa hướng dẫn cho nên các con chưa có gặp. Còn cô Út thì gặp phải, các con chỉ có cái tu tập gặp những cái khó khăn trên cái bước đường tu tập các con hỏi. Rồi gặp những cái điều mê tín dị đoan như thầy Chân Thành hoặc là Chánh Tâm, gặp thấy trong cái hoàn cảnh ở địa phương của mình có những cái mê tín không đúng con đường của Phật giáo, cho nên có những cái hỏi. Vì vậy nó là những cái mà được thầy trả lời cụ thể để giúp cho người ta thấu hiểu được Phật giáo, cái đúng cái sai của mình. Còn cái phần của ông hỏi thì vừa là tiếp khách, vừa là hướng dẫn các con tu tập, vừa là đập phá những cái tâm tham sân si của các con để giúp cho các con vượt qua để tu tập, để giải thoát được mình. Cho nên nó có những cái câu hỏi, nó được cái xúc tích được những cái thực tế và cái kinh nghiệm trong cái con đường tu tập của các con. Cho nên thầy thấy những cái câu hỏi này có giá trị sau này.